Nếu anh em có các nhu cầu về dịch vụ Apple 4, hãy liên hệ tới thương nhân Trần Hoàng Việt, luôn đảm bảo uy tín và chất lượng. Hoặc cần tìm các ơ cao trong mơ, hãy ghé thăm shopfifavn.com, shop ác tự động hiện đại, hệ thống nạp SMS, sò tiện lợi và đặt mua ác BB trắng theo yêu cầu duy nhất tại Việt Nam. Audio Jungle. Hello, xin chào anh em đã đến với HCG Club và mình là Nam Dương. Đây là loạt series review các thẻ cầu thủ MIPS. Hôm nay sẽ là bài review của mình về Postecoglou. Tiền vệ người Anh là một trong những cái tên rất quen thuộc với đa phần người chơi FO4 khi xuất hiện rất đều đặn ở các mùa thẻ quốc dân. Tuy nhiên, những gì mà huyền thoại này thể hiện thì vẫn chưa thể thuyết phục được những fan hâm mộ quỷ đỏ, giúp anh có được một chỗ đứng vững chắc trong các đội hình giao danh. Phiên bản nâng cấp ở mùa thẻ MIPS với hàng loạt các chỉ số tấn công được boost thêm. Hãy cùng mình bước vào chi tiết in game để xem Postecoglou thể hiện như thế nào nhé. Trước tiên là về thông số thể hình, Skull sở hữu chiều cao 1m70, nặng 70 cân và thể hình trung bình. Như vậy là so với các mùa giải đã ra mắt trước đây, thì tiền vệ người Anh bị giảm chiều cao 1cm và cân nặng cũng bị giảm 1 cân. Thực tế trên sân thì Skull vẫn như cũ, trông thấp bé nhạy cân, cảm giác rất đuối trong những tình huống tranh chấp. Chỉ cần mẫu cầu thủ với thể chất tầm trung bình khá thôi, cũng đủ để đẩy văng Skull ra khỏi tầm kiểm soát bóng. Khi gặp phải quốc dân, thì nguy cơ cao sẽ bị đấm cho nằm sân luôn. Chiều cao cực kỳ hạn chế cũng khiến cho Skull trở nên vô hại trong các tình huống không chiến. Về mặt tốc độ thì có lẽ chắc anh em cũng cảm nhận được là Skull không có lợi thế trong những tình huống gặp phải các xe đua F1. Thường thì chỉ có những tình huống quãng ngắn là bứt tốc của huyền thoại MU ở mức ổn áp. Nhưng khi đặt vào quãng dài thì tốt nhất là nên quay người lại, tìm phương án phù hợp cùng với đồng đội, nếu không thì rất dễ bị đối phương đeo bám kịp và mất tầm kiểm soát bóng. Về mặt sút và chuyền bóng thì yếu tố chân không thuận chỉ là 3 sao, tác động xấu rất nhiều đến những tình huống tấn công mà có sự tham gia của Skull. Trước tiên thì về khoản chuyền bóng thì sẽ đỡ hơn. Chân trái chỉ cần góc rộng thuận lợi thì tỷ lệ chuyền chính xác đạt ở mức cao, hạn chế chuyền các góc khó với chân này. Còn quay về với chân thuận thì Skull thực sự là một cây chuyền rất toàn diện. Hầu hết các pha chuyền bóng ở tốc độ nhanh thì tiền vệ tuyển Anh chạm bóng rất chất lượng. Bóng thường đi với đội cuộn nhất định ở các đường ZW, QW hay tạt cánh. Rất khó cho hậu vệ đối phương kịp thời có thể phán đoán và bắt bài. Đây là một trong những điểm mà mình rất chi mừng ở Postecoglou. Về mặt sút bóng thì cái chân trái của tiền vệ này thực sự là vấn đề nan giải. Cơ hội đối mặt với thủ môn rất nhiều, nhưng tỷ lệ sút không thành bàn với cái chân này lại rất cao. Đa số thường là bóng đi thiếu chính xác, không làm khó được GK đối phương. Chân phải thì tốt hơn thấy rõ, bóng đi có lực và độ hiểm tốt hơn nhiều. Đặc biệt là anh em cũng rất dễ dàng nhận ra đó chính là những cú sút xa rất chất lượng đến từ Postecoglou. Chúng ta có thể bỏ qua lực sút và độ hiểm của những cú sút xa này, bởi đây là điều không phải bàn nhiều khi Postecoglou đã được công nhận cùng với những chuyên gia nã đáy bác như Lampard hay Gerrard. Điểm nổi trội hơn mà mình cực kỳ thích ở huyền thoại quỷ đỏ trong những pha ra chân này, đó chính là khả năng chỉnh góc cực đỉnh. Nhờ vào một thăng bằng chất lượng, Skull có thể dễ dàng bẻ sườn với những góc rất đẹp để rồi vung chân thoải mái hạ gục thủ thành đối phương. Về bộ kỹ năng kiểm soát bóng cũng là một trong những điểm đáng chú ý ở Postecoglou. Huyền thoại người Anh đỡ bước một rất ngọt, cầm bóng rất dính chân, dây bóng này có vẻ không được khéo léo nhưng vẫn đang tốt hơn so với các phiên bản trước đây. Bù lại thì đó là khả năng xoay sở cực hay, nhờ thăng bằng cao và những tình huống bẻ hướng nhanh thì Skull xoay người rất tốt. Cùng với đó là khả năng che bóng rất kín của tiền vệ người Anh, nên nếu đã quen xoay sở với Skull rồi thì rất khó để có thể lấy bóng trong chân của anh nếu không phạm lỗi. 3 sao skill lại là điểm giảm đáng tiếc, khiến cho Skull cũng bị hạn chế hơn trong các tình huống cần thiết phải đột phá. Cuối cùng thì mình phải đánh giá cao nhất dành cho AI của Postecoglou. Chạy chỗ di chuyển rộng, thoát người cực kỳ thông minh, luôn biết tận dụng khoảng trống của đối phương để xâm nhập vòng cấm, dễ dàng nhận bóng ở một tư thế thuận lợi. Skull có thể thi đấu ổn áp ở vị trí CM thuần, nhưng rất dễ bị bón hành bởi các CDM quốc dân và hạn chế bởi 3 sao chân không thuận. Các vị trí AM lệch cánh theo mình nghĩ là hợp lý nhất cho bộ kỹ năng và thể chất của Skull. Tổng quan lại thì Postecoglou EPS là một trong những cái tên của team MU được boost với chỉ số tương đối tốt và AI thông minh. Các bạn sẽ dễ dàng làm quen và thuận tay. Tuy nhiên thì những điểm trừ nhất định về mặt thể chất và chân không thuận tác động khá nhiều lên tiền vệ người Anh, rất khó để chai hát ở bậc danh cao. Dù sao thì huyền thoại quỷ đỏ cũng là một trong những cái tên rất ổn áp cho team MU hoặc tuyển Anh. Vừa rồi là 3 review của mình về Postecoglou mùa thẻ EPS. Nếu thấy hay thì like và share và nhớ đăng ký kênh để cập nhật những bài review mới nhất nhé. Anh em nếu muốn tham khảo những bài review chất lượng, phân tích về các sơ đồ chiến thuật cũng như update những thông tin mới nhất về FO4 thì hãy tham gia ngay cộng đồng HCG Club để được tư vấn nhiệt tình và giải đáp mọi thắc mắc nhé. Link group mình sẽ để ở phần mô tả video. Cảm ơn anh em rất nhiều.